holder. Thank you.
I'm gonna send a Supercell ID request. Minis, can you accept my Supercell ID name? Legendary Tank Naya. Sorry, bro. Sorry. Because I need keep my slot to add the top player. Sorry about that. Lo lắng rồi mất quả small spell ngang kèo với lock à. Các bạn anh em hãy check cái ba lần mùa sau chưa? Miner bị giảm dam nữa rồi. Thực sự phải nói là Miner bây giờ hiện tại là quá nhiều deck sử dụng Miner và Miner làm cho top quá nhiều. Nên làm việc mà sử dụng giảm Miner vào giảm dam của Miner vào trụ thì đúng là quá. Hey guys, did you check the new balance next season? Did you check the new balance next season before? How did you feel? We need the bomb tower. Good. Where magic at you? Nice. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wow. Good. Mình không nghĩ là đẹp. Really good, Premier League. Mình cũng nghĩ là đẹp mượt như vậy. Good job. Nói gì chứ? Bye bye. Hello, bye bye. Hello, chú Tú. Xin chào. Xin chào, coi con nhớ rồi. Nào đi. À, coi cái tay này. How many champion internet champion are you? I need down one. I need just down one trophy, and I get more beautiful my trophy. Ta con nói năng gì? Anh thấy mình nói năng gì đi? I'm only 1555. My position is to make champion. Congratulations, bro. But you know, the next season they will play a Mega Draft Challenge. You know? It's not the one deck.
It does the old format ladder. So ui. Ngập cái gì nó xong nó đen xí này. Yes, me too. I'm not insisting about the Mega Drive. The rap, old way drop, I don't like. I never play a drop. So why? Why they decide to bring the Mega Drop on the ladder? Yeah, of course, as lead your own car level 11, if your car under the base level, you can you play under level. Wow, really good. Let's see the other player. Yeah, I'm Remyali. Just said Remyali. Okay, good matchup between the Remyali and Relay. Hey, 1 hour ago I saw the Relay. Relay. The Relay. He used a big bow pump. And now what's wrong? Preset that. Good. Activating tower, please. No way. Why he dropped the magic archer here? Come on. Now activating tower. Yes, I understand. Big bow, lock bait not good. Okay, base. Match up the balance. Balance on the both damage from both player. Woo! One more lock. Yes, the 7 time. Nhưng mà mình nghĩ là 7 lần của 7 lần của Lai nó vĩ đại hơn rất nhiều so với Eagle. Vĩ đại hơn rất nhiều. Nó kỳ diệu hơn rất nhiều. Eagle là ngày xưa rồi. Thực sự mấy năm gần đây, tầm 2 năm gần đây, 3 năm gần quay trở lại đây thì đúng là Mohamed Sly quá bá đạo. Mình nghĩ là chỉ có rất khó để có ai có thể vượt qua được Mohamed Sly. Ngày xưa các bạn có thấy có Bui không? Wow! Really good lock. Miner here. No. Coming barrels coming. Oh.
What's a workbreaker? What the fuck? Wow.